Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 9, câu 7 đến câu 9. Khi ấy, tiểu vương Herode nghe biết tất cả những gì đã xảy ra thì phân vân lắm. Thấy vậy, có kẻ nói: "Đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy." Kẻ khác nói: "Ông Elia xuất hiện đấy." Kẻ khác nữa lại nói: "Đó là một ngôn sứ thời xa xưa sống lại." Còn vua Herode thì nói: "Ông Gioan, ta đây đã cho chém đầu rồi. Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?" Rồi vua tìm cách thấy mặt Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với các môn đệ của Ngài đã nổi tiếng ở vùng Galilê qua các hoạt động rao giảng và chữa bệnh. Tiếng đồn về Ngài ngày càng lan rộng. Điều đó hẳn đã đến tai của Herode, vị tiểu vương cai quản vùng Galilê trong hơn 40 năm. Herode bối rối và lúng túng trước những tin mình nhận được. Ông đã cho chém đầu Gioan Tẩy Giả, kẻ được coi là ngôn sứ. Bây giờ lại nổi lên một người khác tên là Giêsu. Người ta đồn đãi nhiều về nhân vật Giêsu này. Có một số người nói ông này là Gioan bị chém đầu nay sống lại. Có những người khác nói đó là ông Elia tái giáng, sau khi đã được đưa về trời trong cơn gió lốc. Cũng có những kẻ nói Giêsu là một ngôn sứ nào đó thời xưa sống lại. Quả thật nhìn việc làm, lời giảng và lối sống của Giêsu, người ta dễ thấy Ngài là một ngôn sứ. Mà chính Đức Giêsu cũng nhận mình là ngôn sứ. Ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Herode tò mò muốn biết Ngài là ai. Ông không tin Đức Giêsu là Gioan bị chém đầu nay sống lại, và ông tìm cách gặp mặt Ngài. Herode đã được gặp Đức Giêsu trong cuộc khổ nạn. Lúc ấy Ngài xuất hiện trong tư cách một phạm nhân. Dù vậy, Herode cũng vui sướng vì ước ao của mình được thỏa nguyện. Ông đã nghe Ngài làm được những phép lạ lớn lao, nên ông ước mong được chứng kiến tận mắt một vài phép lạ. Tiếc thay, Đức Giêsu đã không muốn chiều Herode. Ngài đã không trả lời ông, cũng chẳng làm một phép lạ nào. Ngài thanh thản bình an trước những lời tố cáo của các thượng tế. Ngài không muốn tránh cái chết mà Ngài biết nằm trong ý định của Cha. Ông này là ai? Herode đã tìm thấy câu trả lời khiến ông bị hụt hẫng. Giêsu chỉ là một anh khờ, chỉ đáng bị khinh bỉ và chế giễu. Cuộc tìm kiếm với nhiều tò mò của Herode kết thúc. Ông chẳng bao giờ biết được Đức Giêsu thật sự là ai. Nhiều người đã đặt câu hỏi: ông Giêsu này là ai? Hôm nay nhân loại vẫn đặt câu hỏi quan trọng đó. Để trả lời, phải bước vào một cuộc hành trình, bỏ lại những thành kiến, tò mò, thích những điều giật gân, muốn thấy những điều lạ thường. Tất cả những điều ấy không giúp ta khám phá mầu nhiệm một con người. Sự thật về Giêsu có khi lại được nhận ra qua cái im lặng cam chịu, qua sự bất lực đớn đau trên thập giá, hơn là qua sự thi thố quyền năng. Phải đổi toàn bộ cái nhìn của mình để nhận ra được Giêsu là ai, để không vội vã đánh giá Ngài dựa trên tiêu chuẩn người đời. Như Herode,
chúng ta có thể có cơ hội gặp mặt Giê-xu, nhưng vẫn không biết Ngài là ai. Lạy Chúa, khi đến với Chúa, con tháo bỏ đôi giày, những tham vọng của con cởi bỏ đồng hồ, thời khóa biểu của con đóng lại bút viết, các quan điểm của con bỏ xuống chìa khóa, sự an toàn của con, để con được ở một mình với Ngài. Lạy Thiên Chúa duy nhất và chân thật, sau khi được ở với Ngài, con sẽ xỏ giày vào để đi theo đường của Chúa. Con sẽ đeo đồng hồ để sống trong thời gian của Chúa. Con sẽ đeo kính vào để nhìn thế giới của Chúa. Con sẽ mở bút ra để viết những tư tưởng của Chúa. Con sẽ cầm chìa khóa lên để mở những cánh cửa của Chúa. Amen.